Xin chào các bạn đã trở lại với xe đầu kéo Vlog. Và hôm nay thì mình đang có mặt tại Đại Lộc, Quảng Nam. Vừa rồi thì sau khi mà trải nghiệm lái thử xong thì mình cũng đã làm quen với chiếc xe DU, nhưng mà có rất là nhiều điều còn đang bỡ ngỡ về chiếc xe này. Thế cho nên là khi chuyến hàng về, Vũ sẽ chạy qua những cái cung đường khó khăn, rồi về đến Huế mình sẽ tiếp tục chạy. Nhưng có điều rằng là mình sẽ không đi bỏ hàng cùng với Vũ, mà khi về đến thành phố Huế thì mình sẽ chia tay Vũ để mình sẽ đi hẹn gặp với lại mấy anh em đang chờ đợi ở Huế để gặp mình, mấy bạn khán giả của kênh Xe Đầu Kéo Vlog tại thành phố Huế. Thì mời các bạn cùng theo dõi cái tập này, mình sẽ đi trải nghiệm một số cảnh đẹp và một số món ăn ở Huế để giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Xe Đầu Kéo Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi video của mình. Đây có chiếc Chago ngày xưa là Vũ chạy con này đây anh em này. Anh em xem một chút nha. Mới bây giờ làm thông hai hầm khá là lâu rồi. Hôm qua mình vào trời mưa đen quá, hẹn với một người anh em ở trong Huế đây quay chiếc xe rất đẹp, xe Trang Long, nói là lên đồ rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng đi vào trời mưa bẻ kèo. Đây là chiếc Mark IV xe lạnh anh em, chạy xoài ra này. Cái này công 40 feet, công 40 feet chở xoài cỡ 30 tấn. Nhìn cái mọc là biết à? Nhìn mọc là anh biết là mọc 40 à? Bây giờ là về đến Huế là mình sẽ chia tay với Vũ. Có khả năng mình sẽ vào trong Huế chơi, mới quay một số món ẩm thực dân dã cho cái kênh phụ của mình. Sau đó đêm nay mình sẽ quá giang xe đi về Hà Tĩnh để ngày lễ đi chơi với con 1-2 ngày. Sau đó tiếp tục đi review mấy xe và mấy cung đường để gửi đến anh em sau. Mấy tập này thì nó cũng ngoài kế hoạch cho nên là cũng chưa được như kỳ vọng. Lẽ ra là mình tính phương án là đi Khe Sanh với Vũ. Đấy, nhưng mà đi Khe Sanh nó mấy hôm mấy mưa không đi được. Hầm mới khá đẹp ấy, của tập đoàn Đèo Cả làm cái hầm này. Chà, hầm này rất là sạch luôn mà không có, không biết là họ dùng cái hệ thống hút khói ở đâu ấy, mình không thấy. Chứ còn hầm Hải Vân cũ là dùng quạt gió hút ra hai đầu, nhưng mà bây giờ sau khi mà thông cái hầm này thì hầm Hải Vân cũ cũng tháo hệ thống quạt gió rồi. Có lẽ là của tập đoàn Đèo Cả này người ta đã làm thay đổi công nghệ cho nên là không có bị khói bụi. Ngày trước bên hầm Hải Vân cũ phải đi bụi nhờ, khói nó om trong hầm ấy, xe lưu thông cả hai chiều, nó dài một chiều là 6 km này. Bây giờ đi có một chiều này nó vừa thoáng xe nữa cơ và đỡ nguy hiểm. Đấy, một chút về hầm đường bộ Hải Vân mới các bạn nhé. Chiều ra từ Đà Nẵng ra. Mỗi lần đi đến đây là nhìn thấy dưới Lăng Cô biển đẹp thôi rồi anh em ạ. Bên này gọi là vịnh Lăng Cô. Đẹp lắm. Này được đúng trời nắng cát trắng này, trời ơi. Quay sang bên này anh em xem. Đèo Hải Vân bên này đây anh em. Liệu có khi nào mình làm một cái clip mà đứng ở dưới chân đèo xin đi nhờ lên đèo không nhỉ? Không biết có ai cho đi không? Đẹp quá.
biển xanh cát trắng nắng vàng. Dưới này là làng chài Lăng Cô. Xanh ngát luôn anh em ạ. Đẹp quá. Huế thì ngoài cung đường trên hầm Hải Vân đổ về Lăng Cô thì còn một cái cung đường nữa cũng rất là đẹp ở khu vực hầm Phước Tượng. Nhưng mà do chuyến này đi mình cũng không quá là chú trọng về mấy cái cảnh đó, thì để dành vào thời lượng khác mình sẽ quay về cái khu vực cung đường đó. Và chuyến này thì ở cuối clip thì mình sẽ mời các bạn đi trải nghiệm ngắm dòng sông Hương cùng với mình. Tập trước thì mình có làm một cái clip ở trên kênh phụ của mình để tham quan một số những cái địa điểm nổi tiếng ở Huế. Nhưng mà kinh thành Huế thì mình vẫn chưa vào thăm vì cần phải có thời gian. Và có thể là khi đó mình sẽ đưa gia đình hoặc là con cái đến một cái nơi đặc biệt như thế để cho gọi là các cháu để biết được cái lịch sử của Việt Nam. Còn chuyến này mình không có đến tham quan đấy và mình chỉ có đi những cái địa danh ở bên ngoài thôi. Đấy, còn nghe nói rằng đến Huế mà chưa tham quan dòng sông Hương của Huế thì sẽ gọi là một cái điều thiếu sót. Thế cho nên là quyết định rằng chuyến này mình sẽ ghé thăm thành phố Huế để đưa các bạn đi ngắm nhìn sông Hương thơ mộng của Huế. Bây giờ hiện tại thì mình đang có mặt tại đường tránh thành phố Huế. Một chút nữa thì mình sẽ có một người em khán giả trên kênh Xe Đầu Kéo Vlog ra đón mình. Mời các bạn cùng tiếp tục hành trình đến dòng sông Hương thơ mộng của mình. Đây là bến thuyền du lịch các bạn ạ. Giờ tiếp theo mình sẽ đi tham quan sông Hương bằng thuyền. Đói. Thuyền rồng. Có thể là bây giờ là chở em vòng qua chỗ cái bến thuyền của vua ấy, tham quan ngó một chút ở đấy nhá. À, được, xong rồi vòng qua cầu là được à. Vâng. Trước tiên là đi qua bên bến thuyền của vua cái xem. Sông Hương rất là nhộn nhịp các bạn ạ, thuyền bè đi du lịch cực kỳ nhộn nhịp luôn. Và bây giờ thì mình đang trải nghiệm thuyền sông Hương. Cũng có cái giá rất là bình dân, có 150k đi dạo một chút ở đây thôi. Đây là cô lái đò nha các bạn. Rồi thuyền bắt đầu rời bến. Phía xa trước mặt các bạn là cái nơi mình quay, đó là bia quốc học và trường học của Bác Hồ ở phía đấy. Bây giờ mình sẽ tiến về phía bên bến thuyền mà thời vua chúa ngày xưa đi du ngoạn bằng thuyền ở bên kia, thuyền rồng sông Hương ấy. Mình thông tin lên cho các bạn thì cây cầu Trường Tiền là có chiều dài 402m các bạn ạ. Có 6 nhịp thì mỗi nhịp này là 67m. Đấy là theo thông tin trên Google, chị Google các bạn ạ. Mọi thông tin thì mình tìm kiếm ở trên Google hết. Không có thể là chém gió được. Vì mình lần đầu tiên đến đây mà, mọi thứ đều là tham khảo, đều là tìm kiếm, đều là học hỏi hết. Chứ mình đâu có phải là người con xứ Huế này mà biết được cái này. Còn trước mặt đi qua cầu Trường Tiền là đến Cồn Hến, nơi mà mình đã trải nghiệm món bún hến, rồi món hến xào và món cơm hến, rồi món chè.
là bên Cồn Hến. Đấy. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều thì bà con đang trên đường đi làm về. Buổi tối thì sông Hương ấy sẽ là đẹp hơn nữa, theo kiểu của buổi tối, còn lúc chiều này thì rất là mát. Nó có rất là nhiều cái cách để mà mình đi trải nghiệm ở sông Hương. Ôi, mà về Huế đây ẩm thực nó rất là rẻ các bạn ạ. Nhiều cái món rất là lạ lẫm nữa, cực kỳ rẻ. Đấy, bây giờ mình sẽ rời cầu Trường Tiền đi về bên dưới bến thuyền dưới phần Đại Nội Huế các bạn nhé, thuyền rồng. Người ta nói rằng là đến với mảnh đất cố đô xưa mà chưa được đi du ngoạn trên dòng sông Hương bằng thuyền rồng Huế thì là coi như chuyến du lịch của các bạn vẫn chưa được trọn vẹn các bạn ạ. Thế cho nên là các bạn lên đến đây để trải nghiệm. Vì dòng sông Hương là nổi tiếng về dòng sông rất là đẹp và thơ mộng. Cũng như là ở đây thì có rất là nhiều những cái hoạt động về du lịch, như kiểu là mình được nghe ca trù này trên dòng sông này. Rồi có thưởng thức những cái ẩm thực nữa. Thuyền rồng này thì ngày xưa chỉ dành cho vua chúa thôi. Còn đến bây giờ thì thời nay đã gọi là được thực hiện về du lịch cho khách đi ngắm nhìn dòng sông Hương. Đây chính là bến thuyền của Đại Nội Huế đây các bạn ạ. Và chiếc thuyền rồng ngày xưa là vua Bảo Đại đi du ngoạn ở trên dòng sông Hương đây. Bây giờ thì chiếc thuyền này người ta chỉ sử dụng trong những cái dịp lễ lớn để đi thả đèn hoa đăng hoặc là những cái sự kiện gì đó. Rồi phía xa bên trên kia chính là cột cờ Huế các bạn ạ. Bây giờ là cập bến kết thúc một chuyến đi dạo sông Hương bằng thuyền nha các bạn. Mình đi ngắn thôi vì không có nhiều thời gian, đi để cho biết, để trải nghiệm. Bây giờ thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Còn về clip ẩm thực thì xin mời các bạn ghé thăm kênh phụ của mình để xem. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.